các bạn đây là bạn Yến. Các chị ai đi giơ tay tiếp ạ. Nhanh nhanh là người Trang. Dạ, thì em thấy được cái sứ mệnh và trách nhiệm với vai trò của mỗi thành viên với một cái vai trò khác nhau để tạo nên một cái bức tranh hoàn hảo giống như vừa nãy là Thủy đã chia sẻ. Em thấy rất là rõ ràng và em thấy được cái trách nhiệm của mình với vai trò của mình phải làm gì và mình nên làm gì để giúp cho cộng đồng của mình ngày một phát triển và tăng size nhiều hơn nữa. Rồi, một tràng pháo tay thật lớn. Hôm nay chủ tịch, các chủ tịch hôm nay và ai là chủ tịch trong ngày hôm nay ấy, mà được nhận là được chấm là chủ tịch ấy, thì thực sự cái buổi ngày hôm nay là buổi đầu tiên tôi chia sẻ sâu về cái trách nhiệm của chủ tịch. Ở ngày hôm nay thì thường là sẽ nằm ở một cái buổi riêng, nhưng hôm nay lồng vào đây ngay bởi vì sao, bởi họ đang lúng túng với cái phần này, cho nên là đây là một sự khác biệt đấy nha. Hôm nay là khác biệt hoàn toàn, nên bị lố giờ. Ai giơ tay nào vào anh Phúc. Chủ tịch đấy. Trước tiên cảm ơn anh Thủy. Thật ra là cái chương trình được chia sẻ thật ra mình thấy rất là rõ ràng thông qua tất cả các hội doanh nghiệp kinh nhân là anh Thủy đã tham gia rồi và lập ra cái BCI này, mình thấy rất là hay và rất nhanh có thể kết nối và cũng như phát triển cái thành viên cộng đồng cũng như là liên kết với nhau để tạo ra giá trị để mà công ty cộng hưởng. Cảm ơn anh Phúc, một chào các bạn lớn ạ. Cảm ơn anh Phúc rất nhiều nhá. Anh Phúc là người có rất nhiều kinh nghiệm về cộng đồng và bạn Trang. Ai giơ tay để chuẩn bị ạ? Dạ vâng, em xin chia sẻ là cách đây 6 tháng là em vừa vào PBCI được 2 hôm đã được học lớp này. Và khi học xong thì em thấy được cái tầm nhìn rất là lớn của PBCI và em bắt đầu phải đến tận bây giờ chưa từng bỏ cuộc. Và bây giờ em khẳng định rằng là cái sự lựa chọn của em luôn đúng và càng ngày nó càng rõ nét và đúng hơn ạ. Em xin cảm ơn. Chị Hoàng, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Rồi, chào ai ạ? Mời bạn về đi. Bây giờ không giơ tay là chỉ định nhá. Dạ, em chào chủ tịch, em chào chị La Yến và các anh chị em thì những cái thông tin mà anh Thủy chia sẻ thì em cũng giống như các bạn cảm nhận được là một cái sự rất là chu đáo về giống như là một cái white paper của mình luôn, cụ thể rõ ràng cho từng nhiệm vụ, cho các cả cái lộ trình của mình để xây dựng thành một cái cộng đồng toàn quốc nó rất là mạnh như vậy. Và em cũng đánh giá được là với cái lộ trình và cái cách đi của anh như là cái hậu thuẫn đằng sau của anh thì em tin rằng là BBCI sẽ phát triển lớn mạnh rất là nhanh. Rồi, chào mọi người, cảm ơn rất nhiều. Mời anh Hồng. Thế để bạn bên này phát biểu trước. Dạ, em rất là cảm ơn anh Thủy ạ. Thì em là phó chủ tịch đại chính của em Phú. Thì cho em chia sẻ thật lòng thì có những lúc á mình cũng bị tiêu cực, cũng bị nản trong cái lúc mà mình co rút. Thì mỗi ngày em được nhận cái giá trị chia sẻ thì em cảm thấy là mình có tăng cái năng lượng hơn. Giống như ngày hôm nay thì em cảm nhận được cái vai trò của chủ tịch tài chính thì anh Thủy có những cái chia sẻ á thì giúp em tăng cái năng lượng tích cực rất là nhiều, thì để em có năng lượng và em phát triển cộng đồng rồi. Cảm ơn rất nhiều, tuyệt vời. Cảm ơn chị nhé. Xin mời bạn Hồng. Dạ, chuẩn bị. Em hôm nay được nghe được chia sẻ thì em nhận thấy được cái việc tổ chức nó chủ tịch xây dựng thì nó có cái tiêu chí, quy trình thì rõ ràng. Thì với vai trò là cái người mới tham gia, em cũng biết tinh thần là nhiệt huyết và tận tâm trong cái vấn đề mà tham gia tổ chức. Rồi, cảm ơn chị Hồng, chào các bạn. Thoải mái. Xin chào thằng bé. Chào các anh chị. Cảm ơn anh Thủy đã có bài chia sẻ hôm nay. Thì với cái hôm nay thì mắt cũng gần thêm. Thứ nhất là cái cách làm của tổ chức của mình. Thứ hai nữa là cái quan trọng nữa là hôm nay mắt cảm nhận được các chức năng nhiệm vụ rõ ràng hơn ở 4 vị trí phó chủ tịch và chủ tịch của cộng đồng. Cho nên chắc chắn rằng trong tương lai đâu đó riêng mãi và các anh chị ở ngoài đây sẽ là không phải làm vị trí hiện nay mà đang được phân công, có thể làm vị trí khác, có thể làm chủ tịch và đến ngày đó là trợ lý của anh Thủy. Đúng rồi. Cảm ơn mãi rất là nhiều. Đúng rồi, chúng ta sẽ trong tương lai chúng ta sẽ trưởng thành hơn và chúng ta sẽ đứng ở một cái vai trò khác. Khi 6 tháng hoặc là 1 năm nhiệm kỳ mà chúng ta đều trải nghiệm các vai trò và chúng ta càng trải nghiệm vai trò chúng ta đều nhúng mình vào đấy nó rất là hiệu quả anh chị ạ. Rồi xin mời bạn Nhã và Diễn chuẩn bị. Thì em sẽ rất là tự tin để mà
đồng hành cùng với VBCI để phát triển bản thân và doanh nghiệp của mình để lớn mạnh và có thể là đồng hành và phát triển thêm trong tương lai về những cái lĩnh vực hoặc là những cái khu vực khác. Em cảm ơn và chúc mừng rồi đấy, tới là phát triển nên có những bạn nhá vừa nói là lý ban bạn có thể phát triển đấy. Giờ xin mời Diễm. Dạ chào chị Lý, cái này là xin gửi các anh chị. Thì lần trước em tham dự một cái buổi của cái giao thương á, thì em ở vai trò là được mời vào con năm nhưng mà em thực sự chưa hiểu rõ. Và ngày hôm nay em thực sự là thấy được một cái bức tranh toàn cảnh, an tâm và rõ ràng về nghĩa vụ và quyền lợi, và mạnh mẽ hơn chỗ là có hậu thổ hết trơn rồi. Không an tâm cứ thế mà làm. Đúng. Dạ em xin cảm ơn. Rồi cảm ơn rất nhiều. Mời bạn La. Thực sự ra là theo cái buổi sáng hôm nay á, là thông qua chủ chiến cũng như là anh Huy giới thiệu á, thì là em thấy khi mà mình làm với cộng đồng mới á, thì thường hay lo lắng là mình tự bơi hay như thế nào. Thì khi vô đây thì em thấy qua sáng nay thì em rất là yên tâm hơn là ở đây được cầm tay chỉ việc ạ. Thì ở đây là em nói chung là mình sẽ vững bước hơn trong cái cộng đồng của mình. Rồi cảm ơn Lan rất nhiều. Bạn sang chuẩn bị qua bài em có cảm nhận một mình cái bài hôm nay là em được phát triển mình, được phát triển bản thân hơn. Ok, hoàn toàn. Lời sang, cây sang. Lời sang, cây sang. Dạ thì điều đầu tiên thì nghiên cứu nhà em thì biết ơn anh Thủy đã sáng lập ra VBCA, và ngày hôm nay tất cả mọi người trong đó có em đã nhìn ra được cái giá trị mà VBCA rồi. Cảm ơn bạn Sang rất nhiều. Cảm ơn anh rất Sang. Xin mời em Hiền. Ta Hiền là hết đúng không ạ? Dạ, trước tiên em xin cảm ơn anh Huỳnh đã chia sẻ buổi hôm nay. Thì trước cái buổi em tham gia hôm nay thì em có tham dự bên VBCA Khánh Nhuận á, em cũng chưa hiểu có định nghĩa là con năm như thế nào, con 13 như thế nào, em có hỏi. Thì mấy anh chị cũng kêu là em cũng dành thời gian sắp tới nên mình sẽ có những buổi chia sẻ để mình hiểu rõ hơn các định nghĩa cũng như là trách nhiệm của mình cũng như là vai trò của mình trong VBCA như thế nào. Thì qua buổi hôm nay thì anh chia sẻ thì em cũng hiểu rõ cái bức tranh toàn cảnh về của VBCA mình phát triển như thế nào cũng như là lộ trình, và qua đó em hiểu được vai trò của mình như thế nào, mình phải có một phần nhỏ của mình chia sẻ đến tất cả như là đối tác của mình để phát triển cộng đồng của phụ nữ ngày càng nhẹ hơn. Rồi cảm ơn anh Hiền rất nhiều. Cảm ơn. 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 Cảm